Xe đạp thể thao Vít.com xin chào các anh chị. Xin kiểm tra chiếc xe đạp đua Sava EX7 7120 để gửi cho chị Hằng ở Ninh Thuận đến với shop xe đạp thể thao Vít.com đặt mua online. Vâng, với Sava EX7 với cấu hình cực khét và giá thì đang cực là hấp dẫn, cho nên được các anh chị trên toàn quốc đến với shop đặt mua online rất là nhiều. Xe đang có rất là nhiều màu và toàn là những màu đẹp cùng với hai size 47-49 để anh chị lựa chọn. Và trở lại với chiếc xe đạp của chị Hằng ở Ninh Thuận đặt mua online từ shop, thì chị đặt mua chiếc màu Gucci size 47 tương đương với size XS đây. Ngay bây giờ shop sẽ kiểm tra giới thiệu nhanh tới chị cấu hình và báo giá bán tới chị luôn. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Xe có cấu hình đó là full nhôm đầu cấm mập, chiếc càng bằng carbon và khung nhôm được xử lý ở mức hoàn thiện cao nhất anh chị nha. Đầy đủ chứng chỉ UCI và anh chị hoàn toàn yên tâm sử dụng. Đầu niền cá mập bằng hợp kim nhôm rất là đẹp. Cáp thì âm toàn bộ trong tay lái, trong khung và trong càng của xe. Xe sử dụng vành nhôm hai lớp của hãng WTB, cao 4cm vành chém gió, lốp CT 700x28 xe. Sava EX7 sử dụng bộ chuyển động Shimano 105 R7120 mới nhất từ hãng Shimano. 24 tốc độ anh chị nha, chạy 24 tốc độ, gồm tay đẩy lắc Shimano 105 R7120 2x12 tốc độ, sử dụng phanh dầu Shimano 105 R7170 rất là VIP đây. Gạt đĩa, gạt lip Shimano 105 R710, lip thả Sugex 12 tầng và bộ đủ đĩa Senic PR1 2 đĩa 12 lip. Vâng, anh chị vừa thấy cấu hình của Sava EX7 7120 này. Với Sava EX7 này, hãng Sava tiếp tục chính sách tặng tới người dùng 3 triệu đồng trên một xe, và Sava EX7 chỉ còn 19.500.000. Và anh chị đến với shop xe đạp thể thao Vít.com, shop xe miễn phí vận chuyển đến tận nhà anh chị khi anh chị ở xa đặt xe, đặt mua xe online. Vâng, toàn bộ thông tin chi tiết từ shop đã đăng tải trên web xe đạp thể thao Vít.com cùng với giá của xe. Anh chị có thể đặt xe trực tiếp trên web hoặc đặt xe qua số điện thoại hotline bán hàng đang hiện trên màn hình 0989933958 đều được. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem video. Chúc anh chị nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ, hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo từ kênh xe đạp thể thao Vít.com.